Liên quan đến việc loại bỏ những biển báo bất hợp lý, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ chậm nhất trong tháng 2 phải gỡ bỏ hết toàn bộ biển báo tốc độ từ 40 km trở xuống. Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ báo cáo có vài biển báo bất hợp lý, nhưng tin nhắn của người dân ở nhiều nơi vẫn gửi đến số điện thoại của Bộ trưởng nói về tình trạng biển báo bẫy. Gần đây nhất, có tin nhắn báo đường 356 tại Hải Phòng có tới 8 biển báo dưới 30 km/h. Ông Thăng nhấn mạnh, nếu chưa thay đổi được thì nhổ biển vứt đi, không để người dân kêu ca mãi. Ngành giao thông tốn nhiều tiền để đầu tư đường cao tốc, quốc lộ, nâng cao chất lượng hạ tầng, xe cũng tốt hơn, mà biển báo vẫn để tốc độ như cũ, người dân bức xúc là đúng. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đề xuất cần có chế tài với những người cắm lại biển. Với năm 2012-2013, việc nhổ biển báo bất hợp lý đã được thực hiện, nhưng nay lại vẫn còn rất nhiều những biển kiểu này.